Một cái lưu ý nữa là hai cái phần dây kéo ở hai bên thì là phải ở đúng vị trí, cả ở bên phải, trái và ở bên phải thì phải ở đúng vị trí của mình. Yes, please. When the patient is ready, like now, we start the process of the treatment. Yes. The traction. Traction. Yeah. Yes. The same. You can make it is both sides in the same time. You see? You press on the. You put the bottom. Finger. Up yeah. and down, yeah. and you make the pressure. Okay. It's very simple. Yeah. Then you can also in this also here you can make asymmetric if you need. Okay. Yes. Vâng. Đây ạ, để áp dụng để bắt đầu kéo thì rất là đơn giản thôi ạ. Mình sẽ giống như là photo check thì mình sẽ sử dụng hai cái lẫy ở hai bên mình nâng lên thì để kéo giãn cái phần cổ ra. Và cái với thiết bị này thì cũng hoàn toàn có thể sử dụng cái kéo cái mà chương trình kéo không đối xứng, tức là có thể kéo bên phải hoặc là bên trái nhiều hơn so với bên còn lại. Again, you need to make the traction when the patient is in a severe pain gradually, step by step, not maximum, to give him to be able to adjust the treatment. Và một cái lưu ý nữa là đối với bệnh nhân đặc biệt mình có cái tình trạng đau nhiều ấy ạ, thì chúng ta nên áp dụng cái lực kéo rất là từ từ thôi, không nên áp dụng lực kéo quá lớn thì như thế là nó sẽ không tốt cho bệnh nhân ạ. Yes, please. If a patient wants to make it as a self treatment, he can put two fingers on the top of and start pushing up. Gradually, until again, the skin should be tight on both sides. Yes. Okay. Mình có thể bổ sung cái lực kéo bằng cách dùng hai ngón tay mình nâng cái phần lẫy ở hai bên lên để kéo thêm lực khi cho đến khi mình thấy là cái phần da tiếp xúc với cả cái khung này là cảm thấy nó chặt rồi ạ, thì như thế là được ạ. Okay. Again, if there is a patient that have radiation to the hands or numbness in the finger or in the hand, then we make the horizontal pressure and also we can make the asymmetric traction. Yes, với bệnh nhân mà có cái hiện tượng là đau dọc cái phần tay hoặc là xuống bàn tay ạ, thì mình có thể sử dụng thêm cái lực kéo ngang. Hoặc là mình có thể dùng cái chương trình kéo là kéo không đối xứng. Kéo một bên nhiều hơn là bên lại. Yes. Okay, as you see, I did a maximum and it should not extend. There is a small, not a breach here. It should be extended from the top of the bar. This is the maximum. Okay? Yes. Also, during the traction, we can use bend and move hands. Exercise. Yeah. It gives accelerate blood flow and oxygen to the wounded area. Yeah. Vị trí này là vị trí kéo tối đa rồi ạ. Khi mà cái khung trên nó áp sát vào cái phần sau phía tai ở phía dưới ạ, thì đây là vị trí tối đa rồi. Và khi mà sử dụng thiết bị kéo cổ này thì bệnh nhân có thể sử dụng thêm cái đai kéo giãn nữa để có thể kéo ngang này, kéo ngang hoặc là kéo dọc để tăng cái lưu thông máu, tăng cái oxy đến các cái vị trí ở trong cơ thể. Yes. Also, if there is a need to a little bit to adjust it, you can move here or you can adjust the bars. It move. There is here also like a bridge that you can move it. Forward or backward. It depends on the patient. You can move it here. You see here. You can move the rods upwards if it's forward, if it's not comfortable to the patient. So you can move it forward. It depends also on the size of the head because there are different sizes of head. So you can do it. And also, as we say, you gradually make the traction. You can take it a little bit off
if the, it's not comfortable, and then make it again. Yes, okay. Okay. Trong quá trình sử dụng thì mình hoàn toàn có thể điều chỉnh được cái lực kéo bằng hai cái lẫy ở phía hai bên đấy ạ. Thì cái việc ví dụ như là bệnh nhân mà cảm thấy không thoải mái thì có thể kéo giảm lực kéo xuống một chút, sau đấy là mình kéo lên, mình tăng lại cái lực kéo lên bằng cái lẫy hai bên như thế thì cũng hoàn toàn là được ạ. Yes, cái này là phụ thuộc vào vào cái trạng thái của bệnh nhân lúc điều trị. Yes, okay. Okay, the traction should be performed approximately, it's step 10, between 15 to 20 minutes every day. No, every session. Every session. Sometimes we make twice a day. Sometimes we make in patient with a lot of pain and a lot of radiation and pressure, you can make twice a day. Yeah, okay. Vâng ạ. Với cái thì cái liều điều trị như thế nào ạ? Thì với bệnh nhân thông thường thì có thể sử dụng kéo 15 đến 20 phút một ngày, và trong khoảng với những bệnh nhân cấp tính thì có thể sử dụng trong một tuần đấy, nhưng mà không quá 10 ngày. Và với những bệnh nhân mãn tính hoặc là cái tình trạng họ nặng hơn thì mình có thể điều trị 2 lần một ngày trong khoảng 2 tuần. Và sau đó thì là mình sẽ đánh giá lại tình trạng và sau đó mình sẽ điều chỉnh cái thời gian điều trị ạ. Yes. Treatment in acute cases with the cervical, it's recommended daily for approximately 1 week or 10 days. Yeah. Not more than 10 days. Yes. And then you make a stop. In chronic patient or in severe cases with radiation, it takes more. It's more than sometimes 2 weeks. Yeah. Okay? Yes, you say that. Oh, you say that? Okay. Yeah, and they also, we suggest that patient will walk or participate in some activity with roads and make or walk, exercise or walk in the room, not to sit, just walk. The motion is also have a very positive effect on the well-being of the patient. Yeah. If he sits or lie on a couch, it's you know, the pain increase. So we are recommending in our clinic the patient will be always in motion. Chuyên gia cũng khuyến khích rằng với những bệnh nhân mà điều trị với cervical hernia này thì cũng nên trong khi điều trị thì nên đi lại hoặc là có thể là sử dụng các cái bài tập thể dục nhẹ nhàng, ví dụ như là sử dụng bài tập với cả dây co giãn ấy, hoặc là trong quá trình điều trị thì cũng không nên nằm hoặc là ngồi. Thì như thế thì, nếu mà nằm và ngồi ấy, thì có thể cái tình trạng đau nó sẽ tăng lên. Còn khi mà mình vận động, lúc nào cũng vận động thì nó sẽ giúp có cái tác động tích cực, giảm đau hơn là mình ngồi một chỗ. Yes. Okay. Now to release, it's very simple. There is a small button. You push it down. Both sides. And it released. Yeah. Release, and we see it's released when we see the chin out of the chin support. Then you hold it on one hand. And you release the upper from one side. Lower, one side only. And we take it out. Yes. Very, very simple. Yes, cái việc sau khi điều trị xong thì tháo rồi thiết bị ra rất là đơn giản ạ. Có hai cái nút ở hai bên ạ, thì mình ấn vào hai cái nút đó và sau đó mình giữ, thì mình sẽ tháo từng trục cái khung bên trên, sau đó đến khung bên dưới và mình đưa thiết bị ra khỏi cổ của bệnh nhân ạ. Yes. Okay, and that's it. So if there are any questions on the cervical or on the treatment or the condition, so we are general questions, we are here to assist you. Yes, I received questions about the cervical 2004 acute pain, the cervical acute pain. Yes, but okay. I see that you explain it when you yes, and also in the instruction manual there are specific question and also terms how to use it in different
in different patients. And the, also the contraindication when not to use it. If there is a fracture, for example, or there are other conditions, it shouldn't be used. Okay. À, xong trong một số trường hợp thì không không nên sử dụng cái thiết bị này, ví dụ như là trong trường hợp có cái tình trạng đau nhưng mà có cái nứt hoặc là vỡ trong xương ấy, thì cũng không nên dùng. Và với trường hợp có câu ban tổ chức nhận được một câu hỏi là với trường hợp đau cổ cấp tính thì có sử dụng cervical 2000 hay không, thì trong quá trình nhà sản xuất, chuyên gia giới thiệu thì cũng đã có nói đến cái vấn đề này rồi đấy ạ, thì là hoàn toàn có thể sử dụng được. Và với những trường hợp đau cấp tính thì mình có thể sử dụng trong khoảng một tuần không hoặc nhưng mà không được quá 10 ngày, và cái thời gian kéo là khoảng từ 15 đến 20 phút. Thì cái câu trả lời cho cái câu hỏi này thì đã có trong bài giới thiệu lúc nãy rồi. Và ban tổ chức cũng nhận được một câu hỏi nữa về Vertitrack ạ, là bệnh nhân đeo tầm 10 đến 15 phút cảm thấy chật và khó chịu thì có nên tháo ra không hay tiếp tục duy trì cho đủ thời gian điều trị là 30 phút. Excuse me. Yes, I received another questions about Vertitrack. If the patient treats for 10 or 15 minutes and he feel discomfortable, he feel discomfort. Yes, discomfortable. Yeah, you can take it. Yeah. You can take it out. Take it out. Let him sit down for 10 minutes, then try it again. If not, try it next day. Because there usually I am not a patient. I mean, I am a healthy person, but sometimes they are coming a patient with severe sciatica. They are coming like banana. They cannot even with lift to one side. They cannot stand for 5 minutes. They need to sit. So you can also put at the beginning. You can put take a stool without a chair without a back support, and you can put it when they are sitting. It gives them a little bit confidence to the treatment in the beginning. Sometimes people coming to our clinic with ambulance, they even cannot stand for 2 or 3 minutes. So you put them on chair, and then you give them confidence on the device. And once they have the device, they don't want to take it off. That's how it is. So in this case, we should not release the device, right? We just give the patient calm down. And or calm down, or sit, or even sit on a chair, you know, without back support, a chair on a stool, and give him a little bit to relax, because he is in a much pain. Xin trả lời, xin phép được trả lời câu hỏi của bác sĩ là trong trường hợp mà bệnh nhân đeo 10-15 phút mà cảm thấy không thoải mái ạ, thì mình có thể cho bệnh nhân ngồi. Ngồi ở cái ghế nhưng mà không phải là cái ghế tựa mà để tựa vào đó, ngồi ở cái ghế không có tựa và cố gắng để cho bệnh nhân thư giãn, thoải mái và làm cách nào đó để bệnh nhân tiếp tục điều trị, chứ không mình không nên tháo ra và sau đấy là điều trị lại đâu. Cái đấy là không nên ạ. Yes. Yeah, and you tell me, you sometimes you I told the patient after next time 2-3 days I hope to see him walking on the treadmill, he won't believe. You wouldn't believe. You say, I can walk it. Okay. Với bệnh nhân thì mình có thể là với cái bệnh nhân đó thì mình có thể bảo bệnh nhân là đi điều trị nhưng mà mình đi trên máy chạy ạ. Thì khi đó thì bệnh nhân sẽ có cái sự tự tin hơn khi mà sử dụng thiết bị và có thể tự tin hơn rằng là mình có thể đi lại được. Đấy là mình tạo cái cảm giác thoải mái cho bệnh nhân khi mà điều trị. Yes, okay. That is the last question. Ban tổ chức có hỏi là còn hỏi nào từ các bác sĩ không ạ? Anh chị nhà mình có câu hỏi nào vui lòng để lại trên nhóm chat để ban tổ chức cũng tổng hợp ạ. Nếu như mà anh chị không có câu hỏi nào khác thì chúng ta sẽ chuyển sang mục khác của chương trình ạ. Vâng. Ok, chị Thương có thể Yes. Okay. Yes, Mr. and Mrs. Grover. Yes.
Yes, we have. Yeah, that is the final questions for today. So okay. Yes. So now we will move to another part of the meeting. So we thank you so much for attention and your time today with us. Okay. Yeah, and you're more than welcome. And we just want, or again, to say, if anyone has a question, we can forward you the question, and we will be always ready to assist and to support you in each of any cases, because each patient is not the same. So if somebody has a question or need any support and medical support from Dr. Grober or from our team, we are ready to give you the full support. Yes. Yes, so just a second, please. Just a second. Okay. Yes, excuse me. I just received two more questions for you. Okay, no problem. Yes, thank you. The question from Mr. Lương Cộc Toàn. Yes, here is the his questions. How we can choose the traction force for the patient? What? How we can choose the traction force for a patient? How we can choose? How to recommend? What we recommend is the patient should be very involved in the treatment. Because it means how much the patient can tolerate the traction. We don't have here a measure if it's a 20. Usually we know because we also examine the vertitrack can produce a 40 kilo traction force. This is the maximum of each side. Yes. Okay. We depend the tolerance of the patient. The tolerance, yes. And how much he can tolerate also, and it depends on the patient. You ask the patient if it's okay, if you can produce more traction, and usually our device can produce 40 kilo or the maximum is half body of the weight of the patient. Half body? Yes. Okay. Half body. Always half body. Half body of the weight of the patient. Yes. Okay. Xin phép được trả lời câu hỏi của bác sĩ Toàn ạ. Là căn cứ vào đâu để tính cái lực kéo cho bệnh nhân? Thì với thiết bị của Meditrack thì cái này hoàn toàn phụ thuộc vào cái sức chịu đựng lực của mỗi bệnh nhân là như thế nào. Vì với thiết bị của Vertitrack thì họ có thể, cái thiết bị này có thể tạo ra cái lực kéo khoảng từ 40 kg. Trong một số trường hợp thì có thể lên 40 kg là tối đa, và một số trường hợp thì có thể kéo đến cái lực kéo là bằng một nửa cái trọng lượng của bệnh nhân. Tuy nhiên thì mình phải căn cứ vào cái mức độ chịu đựng cái lực của bệnh nhân để mình điều chỉnh cái lực kéo phù hợp cho từng bệnh nhân ạ. Another questions. Yes, it is a questions about the degenerate spine. Duration? Degeneration. Yes. At the back and at the cervical. Your product is suitable for the pathology of degeneration? Degenerative, yes. We also, you know, some patients after the age of 15 or 16, they have a lot of degeneration of the disc and the cervical region. So they have a pain, and also the range of motion is very limited. They cannot move. So... Yeah. We treat them with the cervical every day, most of them will feel better after. And they improve the range of motion. They improve after. And sometimes, if the
after they feel good, they need to come sometime every week, every 2 weeks, just to make, you know, to make the traction. Preventive treatment. Vâng ạ, ban tổ chức có nhận được một câu hỏi là thoái hóa thuộc cột sống thắt lưng và cột sống cổ thì có sử dụng được hai phương pháp này không? Thì bác sĩ có trả lời rằng là hoàn toàn là sử dụng được. Ở phòng khám của bác sĩ thì cũng có những trường hợp mà bị thoái hóa cột sống cổ và cái làm cho họ cái vận động cái vùng cổ ấy, nó rất là khó khăn và cái biên độ chuyển động vùng cổ của họ sẽ bị hạn chế và đau. Vậy thì khi mà sử dụng cái thiết bị này mỗi ngày trong thời gian 1 đến 2 tuần ấy, thì cái tình trạng nó sẽ giảm, tình trạng nó giảm đi rất là nhiều và sau đấy thì họ có thể đến phòng khám 1 đến 2 lần mỗi tuần để mà kiểm tra lại tình trạng cũng như là để điều trị duy trì để cái tình trạng thoái hóa nó không bị tiến triển thêm. Đấy ạ, thì là trả lời cho câu hỏi này thì chuyên gia cũng nói là hoàn toàn có thể sử dụng được cho thoái hóa cột sống thắt lưng và cột sống cổ ạ. We just want to also to indicate that it's very important that all the user or the doctors we also read the instruction manual about the indication of use and also also the contraindication when not to use, because for example in patients with degenerative changes or degenerative changes, they also have sometimes osteoporosis. So in cases of severe osteoporosis, it shouldn't be used. Or in fracture, also sometimes elderly people are doing fractures of the spine or of the vertebrae, or they fall and have a severe pain due to fracture. So you need to be sure. If they have an acute pain, all the patient, you have to be sure that the fracture, it's a new fracture or old fracture. So I used to send him to make a bone scan. If you make a bone scan, you can get a result if the fracture is something new or very old. If it's very old, you can treat it. But, you know, gently. If it's acute, don't touch him, at least for 3-6 months. Actually, some questions maybe come from not all attendant here knows about your products as well. Where they maybe they don't have chance to reach your user manual, so they don't know about indication or contraindication. So okay, but we say to the one that have the product, it's very recommended that they will know the contraindications. Yes, of course. Bác sĩ có lưu ý một chút đấy là với khi mà có bệnh nhân đau ấy, thì mình cũng phải kiểm tra xem là đánh giá xem bệnh nhân là đầu tiên là đau cấp tính hay là đau mãn tính, hoặc là cái tình trạng đau đó nó có đi kèm với vấn đề về nứt hay là gãy hay không. Tại tốt nhất là mình nên chụp để kiểm tra cái phần xương ấy. Thì khi đó thì mình có thể đánh giá được nếu như mà cái phần nứt đó nó từ lâu rồi thì hoàn toàn thì có thể chắc để sử dụng thiết bị. Còn nếu như mà mới thì hoàn toàn là không nên sử dụng cái thiết bị này cho những cái vết nứt mới đâu ạ. Có một câu hỏi nữa là có trường hợp nào không nên dùng hay là máy này không? Thì, vâng ạ, với câu hỏi là có trường hợp nào không nên dùng hay máy này thì mỗi thiết bị thì đều có cái phần là chống chỉ định nhá. Thì cái này bên ban tổ chức sẽ xin phép được gửi chia sẻ cái chống chỉ định này cho bác sĩ được không ạ? Liệu ở bệnh viện 199 ạ. Còn bên chuyên gia thì có lưu ý một chút về cái việc là không sử dụng cho trường hợp mà đau nhưng mà có cái hiện tượng là nứt hoặc là gãy phần xương. Đấy thì khi đó khuyến cáo là chụp phim để mình đánh giá được cái đau, nguyên nhân đau là như thế nào và cái tình trạng đau đó là có xuất hiện cái hiện tượng nứt và gãy xương hay không. Mới hay là cũ thì lúc đó là mình sẽ có cái chỉ định là sử dụng hay là không sử dụng thiết bị ạ. Hằng ơi. Dạ anh chị có câu hỏi nào muốn chuyên gia giải đáp nữa không ạ?
Anh chị vui lòng để lại trên mục chat của Zoom. Dạ vâng, nếu mà anh chị đã có thể hiểu được các cái thông tin mà chuyên gia vừa giải đáp thì chúng ta cùng chuyển sang cái một chương trình tiếp theo. Đó là OK, Mr. Robert. Yes. Yeah, thank you for attend today. Yes, yeah. Thank you. And yeah. Hope we answer all the questions and yeah. We make it more clear how to use it in the yeah. most efficient way and the very easy and very effective treatment. And yeah. We are always for you, we are ready to assist you in any questions or any medical information that you may need. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, thank you so much for your time today. Okay, and hope everything will be okay, and we will be without yes. COVID, because I see also your medical staff going with the mask, and we have enough of that. So we wish you a good health to all yeah, the yes. participants and to your company as well. Yes, vâng ạ. Hai bác sĩ thì gửi lời cảm ơn cũng như là lời chúc sức khỏe đến với tất cả các bác sĩ có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Vâng ạ. Dạ vâng, và tiếp theo chương trình thì sẽ là một mini game cũng giống như các chương trình trước của chúng ta ấy ạ. Thì cũng sẽ là chương trình được mang tên là Con số may mắn ạ. Sẽ có hai giải dành cho hai người may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Giải nhất sẽ là máy siêu âm điều trị cầm tay 3-1 trị giá là 3 triệu đồng, có tác dụng là làm đẹp, cải thiện tuần hoàn máu và kích thích sự tái tạo của tế bào, giảm sưng tấy hiệu quả. Và giải nhì sẽ là một chiếc đồng hồ của thiết bị y tế Hải Minh trị giá là 300.000 đồng ạ. Như các anh chị nhìn thấy ở trên màn hình và cũng đã tham gia được các cái chương trình lần trước ấy, thì hôm nay là ngày 1 tháng 4 thì có 100 anh chị đã đăng ký tham gia chương trình. Thì ở đây thì chúng ta chỉ cần nhìn vào cái số đầu, cái cột đầu tiên của hàng đầu tiên. Các anh chị có thể nhìn thấy là đây là số 31 ạ. Các anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình là số 31 là số đầu tiên của dãy đầu tiên ạ. Thì chúng ta sẽ lấy con số đó là con số may mắn của chương trình ngày hôm nay. Mà khi ban tổ chức chạy ấn vào nút again thì con số này nó sẽ chạy một cách ngẫu nhiên ạ. Các anh chị có thể thấy là nó sẽ thay đổi liên tục và không lần nào lặp lại giống nhau ạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay giải đầu tiên, lần đầu tiên cho cái giải nhất của chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin mời ban tổ chức quay giúp em đấy ạ. Dạ vâng, số đầu tiên của giải, lần đầu tiên cho giải nhất là số 39 ạ. Số 39 là chị Quân Mẫn ạ. Ban tổ chức vừa là mở mic cho các anh chị có thể tham gia chương trình nói được không ạ? Ban tổ chức xin thông báo lại một lần nữa là số 39 là chị Quan Mẫn ạ. Anh chị có thể tự mở mic của mình rồi đấy ạ. Và chúng ta sẽ cùng quay ra lần thứ hai cho giải nhất của chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin mời ban tổ chức ạ. Số may mắn tiếp theo là số 71 ạ. Xin mời ban tổ chức kiểm tra ạ. Số 71 của chúng ta ngày hôm nay là anh Nguyễn Tiến Nam ạ. Số 71 của chúng ta ngày hôm nay là anh Nguyễn Tiến Nam ạ. Anh Nguyễn Tiến Nam có tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay không ạ? Ban tổ chức xin thông báo lại một lần nữa là số 71 là anh Nguyễn Tiến Nam. Ban tổ chức đã mở mic cho các anh chị chưa ạ? Và anh Nam chưa có thể tham dự được đến cuối chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Thì ban tổ chức vui lòng kiểm tra lại mở mic cho tất cả các anh chị tham gia chương trình cũng giúp em vậy ạ.
Anh chị có thể tự mở mic của mình rồi đấy ạ. Anh chị có thể tự mở mic của mình được không ạ? Nếu mà anh chị có thể tự mở mic của mình thì vui lòng cho em xin số 1 với ạ. Anh chị nào mà có tên trong chương trình ngày hôm nay thì có thể vui lòng để lại comment ở trên mục chat giúp em với ạ. Dạ, chắc là có một số lỗi do ban tổ chức ạ. Từ phía ban tổ chức nên là ban tổ chức đang kiểm tra lại ạ. Anh chị vui lòng đợi trong giây lát để ban tổ chức kiểm tra lại. Dạ, các anh chị có thể tự mở mic của mình được chưa ạ? Các anh chị tự mở mic được, vui lòng cho em xin số 1 với ạ. Em đã thấy anh Lương Công Toàn mở được mic rồi ạ. Em mở được mic rồi. À dạ vâng, anh Nguyễn Tiến Nam. Anh Nguyễn Tiến Nam đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng, anh Nguyễn Tiến Nam là số 71 đúng không ạ? À, chúng ta cùng chơi lại game này được không ạ? Hơi thiệt thòi đấy. Dạ vâng, số 71 đúng không? Anh Nguyễn Tiến Nam là số 71 vừa rồi đúng không anh? Đúng rồi, số người Tiến Nam là số 71 rồi. Vâng, ok. Anh Nam vui lòng cho em xin số điện thoại đã đăng ký với chương trình vậy ạ. 0989. Dạ. 025. Dạ. 387. Dạ vâng, ok. Xin chúc mừng anh Nguyễn Tiến Nam đã là người đầu tiên trúng giải cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay, là giải nhất là một chiếc máy siêu âm cầm tay 3-in-1 ạ. Anh Nam có thể chia sẻ đôi lời đến các anh chị tham gia chương trình ngày hôm nay được không ạ? Vâng, từ khi biết tới công ty thứ bảy bị Minh Hải giờ thì mình tham gia rất nhiều chương trình của công ty và mình cảm thấy rằng là công ty có những chương trình như thế này thật là ý nghĩa để mình và những người đồng nghiệp khác để được học hỏi các kinh nghiệm của các chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn công ty ạ. Anh Nam có thể chia sẻ cho em một chút là anh Nam đến từ đơn vị nào được không ạ? Mình đến từ phòng khám đa khoa Hồng Hoàng ở tỉnh Hà Tĩnh. À dạ vâng, xin chúc mừng anh Nguyễn Tiến Nam ạ. Thì sau chương trình thì ban tổ chức sẽ liên hệ với anh Nam và trao giải đến anh Nam ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn công ty. Cảm ơn chương trình. Dạ. Chúng ta sẽ cùng quay giải cho giải nhì của chúng ta ngày hôm nay ạ. Giải nhì của chúng ta ngày hôm nay là số 85 ạ. Xin mời ban tổ chức kiểm tra ạ. Số 85 là chị Nguyễn Thị Vân Anh ạ. Ban tổ chức xin thông báo lại là một lần nữa là số 85 là chị Vân Anh ạ. Nguyễn Thị Vân Anh ạ. Ban tổ chức xin vui lòng quay giải lần thứ hai cho giải nhì của chúng ta ạ. Số 96 ạ. Người may mắn của chúng ta hôm nay là có số 96 ạ. Là chị Trịnh Thị Ngọc Dung ạ. Số 96 của chúng ta ngày hôm nay là chị Trịnh Thị Ngọc Dung ạ. Và một lần cuối cùng cho giải nhì của chúng ta ngày hôm nay ạ. Số 10 ạ. Chị Nguyễn Thị Kim Anh ạ. Anh Nguyễn Kim Anh ạ. Anh chị Nguyễn Kim Anh ạ.
Ban tổ chức xin thông báo lại một lần nữa. Dạ vâng, hôm nay chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì chỉ tìm được một người may mắn duy nhất là anh Nguyễn Tiến Nam giành giải nhất của chương trình là một máy siêu âm điều trị cầm tay ạ. Thì đấy, để em là cái con. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn các anh chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình sẽ được phát lại trên fanpage Hải Minh TSC, nhóm học cùng chuyên gia trên Facebook và kênh YouTube của Thiết bị Y tế Hải Minh ạ. Hy vọng các anh chị sẽ cùng Hải Minh xây dựng một cộng đồng vật lý trị liệu và phục hồi chức năng ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Xin hẹn gặp lại các anh chị trong chương trình ngày tiếp theo ạ, số 21 ạ, sẽ tổ chức vào ngày 7 tháng 1 sắp tới đây ạ. Xin cảm ơn các anh chị ạ.